chương 171, chiến đấu. Đội trưởng, ta dơ lâu lắm, tay toan không được, A Nha đừng đánh ta biết sai rồi, còn không phải đều do vừa rồi cái kia chạy trốn sau so cẩu mau hắc ảnh, hắn đem công tắc nguồn điện tuyến đều cấp cắt, ta tìm cá nhân đều chỉ có thể bật đèn pin tìm. Ngươi cái phế vật, ngươi cái phế vật, còn dám cho chính mình tìm lý do. Chạy nhanh tìm được cái kia không muốn sống phi mau thối, bằng không đêm nay ai đều không cần đi trở về. Mẹ nó, liền nơi này đều dám sấm, có phải hay không không muốn sống nữa. Mặt phàm cùng cùng đau tránh ở chỗ tối đều là đêm này hết thảy nghe vào lỗ tai. Hai người nhìn nhau, đồng thời không tiếng động cười, đều minh bạch các công tác nguồn điện chuyện này quả nhiên là phong thần cái kia tổn hại người làm được. Lúc này, có nhân khí thở hổn hển lên lầu bẩm báo. Đội trưởng, không hảo, dưới lầu huynh đệ nói vừa rồi lại xông tới hai người, ngài đèn vừa rồi chiếu tới rồi, liền đánh nhau rồi, kết quả kia hai người thân thủ lợi hại không được, đã thương chúng ta vài cái huynh đệ, đèn một diệt, người lại không thấy, trước mắt còn không có tìm được. Cái kia bị gọi đội trưởng lại bắt đầu khí kêu to điên cuồng đá đá bên cạnh cái kia sở trường điện tùy tùng. Phế vật. Phế vật. Lại lưu tiếng vào người. Kêu ngươi không hảo hảo chiếu. Ta đánh chết ngươi. Mạc Phàm cùng cuồng đao chính nghe. Đột nhiên, trong bóng đêm lòe ra một đạo hàng quang, bị nghiên cứu khoa học cao ốc vứt đi nhông chế thiết bị một ánh, phát ra một mảnh loang loáng, cuồng đao đột nhiên tỉnh giác, chỉ cảm thấy một cổ sắc bén cực kỳ kình phong chính hướng chính mình giữa lưng đánh tới. Lúc này hắn nếu không dám về phía trước nhảy đến trống trải chỗ, cũng không dám trực tiếp xoay người cùng kia lóe hàng quang đồ vật đón đỡ, bọn họ trốn đến địa phương không gian hẹp hòi, phải hướng trước đẩy mạnh một tấc đều là gian nan cực kỳ, càng không cần phải nói biến chiêu về phía sau trắng giá. Đúng là trên dưới khó xử hết sức. Mạc Phàm thấp thấp ra tiếng nói, phong thần, trường điểm đôi mắt. Khi hàng qua ngừng lại, cùng đau thiếu chút nữa bị dọa ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện, kia thanh đao ly chính mình cổ chỉ có ba tấc xa. Phong thần còn lại là kinh ngạc che miệng lại. Hao, quá tối, ta cũng chưa thấy rõ là các ngươi. Cùng đau hết chỗ nói rồi. Lúc này hiển nhiên không nên nói quá nói nhiều, nhưng phong thần lãm nhãm là vĩnh viễn đều thay đổi không được hắn hạ giọng hỏi đại ca chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ lưu thượng đỉnh lưu hảo cuồng đao gật đầu nói mạc phàm nói đơn giản một chút kế hoạch của chính mình nghiên cứu khoa học cao ốc đại sảnh cửa là duy nhất xuất nhập thông đạo vừa rồi mạc phàm cùng cuồng đao cũng là từ nơi đó tiến vào cửa nơi đó phân bố mấy chục cái tay đấm hắc y nhân cái kia đội trưởng bên người có mấy chục cái tay đấm còn lại đều chia làm tiểu đội ở các tầng lầu tuần tra phong thần cắt cắt điện tuyến lúc sau vẫn luôn len lỏi ở lầu một nương có dụng cụ cắt gọt đánh du kích chiến dường như phế bỏ gần 10 cá nhân mặt phàm cùng cùng đao tiến vào khi cũng đã thương có gần 10 cá nhân đại đại thiệt hại cửa binh lực hiện tại các tầng lầu tiểu đội đều không có động tĩnh chắc là cái kia đội trưởng còn không có hạ đạt bổ vị mệnh lệnh giờ phút này chính là cửa thủ vệ nhất bạc nhược thời điểm mặc kệ là lưu vẫn là sấm giờ phút này đều là tốt nhất thời cơ giữa ba người xoay chuyển chiến cuộc xử lý một hai trăm hào người hiển nhiên không hiện thực nhưng đối với tối nay này ba người tới nói cái gì không hiện thực đều có bắt một bắt khả năng mặt phàm dựng thẳng lên đầu ngón tay mặt số ba hai một ba người ngầm hiểu cùng nhau hướng trống trải chỗ lao ra trong bóng đêm ba người bên đường liền đánh mang đá lại phóng đổ vài người một đường vọt tới cửa lúc này quan lại chiếu xuống dưới ba người cùng nhau đột nhiên nhảy lên bắt lấy môn mái tam song quét đường chân đồng loạt xuất động đồng thời đá đến sông tới đại hán trên mặt đám kia đại hán toàn bộ máu mũi cùng lưu bị đá phiên trên mặt đất ba người nhảy xuống mặt đất bay nhanh triều thang lầu giang chạy tới trong đại sảnh còn có thể đứng lên cùng lầu hai lao xuống tới tay đấm hội hợp cũng cùng nhau hướng thang lầu giang đuổi theo càng là mặt trên tầng lầu càng quan trọng bọn họ sao có thể mặc kệ này ba cái tiểu tặc như vào chỗ không người xông vào mặt phàm cùng phong thần đầu tàu gương mẫu xông vào đằng trước cùng đao hơi chậm đây là mặt sau Truy binh đã là đuổi đi lên cùng đao nhìn nhìn hai người bóng dáng cắn chặt răng, dừng bước chân, xoay người, bày ra cách đấu tư thái. Mạc Phàm cùng Phong Thần đều đã thuận lợi chạy thượng lầu 2, chính giác này trốn cũng quá nhẹ nhàng quá mức. Quay đầu lại vừa nhìn, cùng đao đã cùng truy binh truyền đấu lên, thế bọn họ chặn truy binh. Cùng đao lấy bản thân chi lực cùng những cái đó tay đấm đánh nhau, hoàn toàn chưa rơi hạ phong. Rốt cuộc, cùng đao lười đến ở dưa chuột sắt rau, trực tiếp từ sau lưng móc ra hắn thiết đao, tính toán tới một cái sạch sẽ thanh trước. Trong nháy mắt, cao ốc nội ngân quan chợt lóe trong bóng đêm một con cọp răng kiếm cùng một con bạch long thân ảnh rộng mở hiện lên. Hai chỉ sinh vật đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Thật lớn sóng âm chấn động cả tòa cao ốc, tức khắc những cái đó các bảo bối một đám tất cả đều hôn mê, đương trường bất tỉnh nhân sự. Cùng đao vẻ mặt kinh thường thu hồi thiết đao. Thiết, liền này, ta sớm nói, vẫn là như vậy tương đối mau đi. Mạc Phàm cùng Phong Thần đồng thời hướng hắn dựng một cái ngón tay cái. Ba người liền như vậy nên ngang ngồi thang máy thượng tầng cao nhất. Hết thảy đều như vậy mau khoảng cách phong thần xâm nhập cao ốc cắt đứt nguồn điện mặt phàm cùng cùng đao khiến cho xôn xao cùng với nhanh chóng bình định trung gian chỉ sợ liền 10 phút đều không có bởi vậy lưu tại cao ốc kháng hộ an bảo thậm chí còn không có tới kịp đem tin tức truyền ra đi liền ở bọn họ rốt cuộc thượng đến đỉnh lâu là lúc lúc này dị biến nổi lên bốn trận dùng dập tiếng bước chân từ bốn cái phương vị hướng bọn họ đánh úp lại mặt phàm cùng cùng đao đầu tiên phát hiện dị động bọn họ hai người dừng lại bước chân đính thở ngưng thần đưa lưng về phía mà đứng chậm rãi canh chừng thần hộ ở bên trong phong thần ngốc ngốc hỏi đại ca cuồng đao làm sao vậy mặt phàm cùng cuồng đao đồng thời đối hắn sau một tiếng hư cuồng đao mặt không đổi sắc từ sau lưng móc ra kia đem đại thiết đao dùng mũi đao đối mặt hắc ám mặt phàm cũng triệu hồi ra chính mình vệ ngục thần kiếm thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát biến cố phong thần thấy hai người bộ dáng này liền biết tình huống có gì phỏng chừng hung hiểm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bốn đạo tàn ảnh phong giống nhau hướng bọn họ đánh úp lại đồng dạng hắc y bao thân bao mặt chỉ lậu một đôi mắt trong tay đều là hàng quan lập lòe, sát khí bức người. Đại lâu trung cấp bảo vệ giả rốt cuộc online. Mạc Phàm nhìn bốn người trang bị, lập tức liền nghĩ đến lần trước đêm mưa cái kia hắc y sát thủ. Không có sai. Này nếu không phải toàn gia tổ chức ra tới, hắn Mạc Phàm trực tiếp đem tên đảo lại viết. Trong chớp nhoáng, kia sát thủ hàng nhận đã là thẳng chọc hướng hắn tráng. Mạc Phàm trực tiếp giơ tay, dùng vệ ngục thần kiếm vỏ kiếm hướng lên trên một trắng, chút nào không thấy sợ sắc nên phong dỗi đi lên. Trong lúc nhất thời, đánh giáp lá cà, hỏa hoa văng khắp nơi nhưng này chỉ là bước đầu tiên tay phải nhanh phong tay trái ra quyền quanh một tiếng mặt phàm tay trái quyền đã thẳng đánh tới vị kia sát thủ mặt sấm sét nháy mắt từ quyền trung lao nhanh mà ra tên kia sát thủ ở nháy mắt đã hóa thành một người than cất. chương 172, đỉnh tầng cùng đao bên kia còn lại là một cái nhảy lên thiết đao thẳng tắp đánh xuống ngân quan chợt lóe liền ở nháy mắt kết thúc một sát thủ sinh mệnh mặt phàm vừa mới phế bỏ một cái cùng đao bên này lại đã chết một cái trước mắt tiến vào hai v hai thế cục này bốn cái sát thủ tiêu chuẩn đều cực cao đối lập lần trước đêm mưa cái kia càng là chỉ có hơn chứ không kém mặt phàm cùng cùng đau giờ phút này đã là lựa chọn lưng tựa lưng tư thế tiến hành phòng ngự bọn họ phía sau lưng chống lẫn nhau ở tín nhiệm trung cũng cảm thấy lớn lao áp lực khi hai gã sát thủ giống như cũng không có bởi vì mất đi đồng bạn mà kinh hoảng thất thố bọn họ ánh mắt như củ lạnh lẽo lạnh nhạt tàn nhẫn lịch phản phất không có cảm tình người máy giống nhau chỉ một thoáng hai gã sát thủ cùng nhau động bọn họ mỗi người trên nắm tay đều toát ra thanh màu lam ngọn lửa một người công kích trực tiếp mạc phàm mặt một cái quỷ quyệt công hướng mạc phàm hạ thân mạc phàm mạnh mẽ một cái xoay chuyển thật sự lười đến lại cùng bọn họ dây dưa tay phải vừa lật trong bóng đêm một cái tượng hình hư ảnh chợt xuất hiện sau đó hung hăng đi xuống nhất dẫm bọn họ thế giới thanh tĩnh phỏng chừng lý gia cũng không nghĩ tới có người thế nhưng sẽ đến đêm tập này chim không thèm ỉ địa phương này đóng nghiên cứu khoa học cao ốc tại ngoại giới xem ra chẳng qua là một cái thường thường vô kỳ sinh sản bình thường dược tề địa phương cho nên cứ việc ở chỗ này an bài an bảo lực lượng cũng không thấp nhưng đối với cao thủ tới nói, vẫn là có điểm không đủ nhìn. Ngày hôm sau, toàn bộ thành phố Hải Lam Lâm vào một mảnh sôi trào. Ngoại ô nghiên cứu khoa học cao ốc lọc vào cướp sạch tin tức, sáng sớm liền truyền khắp thành thị các góc. Lý Kiến Quốc bị vô số điện thoại từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nghe được cao ốc an bảo lực lượng hoặc chết hoặc vận, không một cái biết tối hôm qua xâm nhập giả thân phận. Hắn quả thực hận đến một ngụm lão nha đều mau cắn. Vốn dĩ cái kia nghiên cứu khoa học cao ốc chính là hắn âm thầm bỏ vốn dựng, bởi vì đề cập bí mật quá nhiều, ngoại giới là không thể biết được hắn cùng Lý Gia Chi Giang liên hệ. Nhưng lúc này tao này đại nạn, hắn cũng ăn cái này bên ngoài thượng không thể có liên hệ mệt, chỉ có thể hàm răng đánh nát cùng huyết nuốt, nhìn xuống này một hơi. Lý Kiến Quốc cảm giác chính mình gần nhất nhất định là đi rồi vận đen, hơn nữa là thiên đại vận đen. Bằng không vì cái gì luôn là gặp được loại này người tâm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời sự tình. Huống chi. Về 4.200 hào giao tiếp, nhất định là muốn từ nghiên cứu khoa học cao ốc tới hoàn thành. Bằng không, ngày sau giao tiếp đem thập phần phiền toái nhưng hiện giờ nghiên cứu khoa học cao ốc lọc vào ngoại địch xâm lấn, bị mất cái gì tổn hại cái gì đều một mực không rõ ràng lắm. Nếu là muốn một lần nữa sửa sang lại, như vậy một vòng lúc sau giao tiếp nghi thức, chỉ sợ cũng chỉ có thể vô hạn hoãn lại. Cực độ phẫn nộ dưới. Hắn không thể không một hơi rót hạ nửa cái chai dược, lúc này mới ổn hạ tâm thần, hướng Chu Khả Thấm đánh đi điện thoại. Phó tư trường, ngươi hảo, nói vậy sáng nay tin tức ngươi cũng thấy rồi, ta thập phần xin lỗi mà thừa nhận, xem ra chúng ta kế hoạch lại muốn sau này chậm lại, bất quá ta dám cam đoan, nhiều nhất hai cái chu lúc sau, nghiên cứu khoa học cao ốc nhất định sẽ khôi phục cứ theo lẽ thường vận hành đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục cái này kế hoạch hảo sao chu khả thấm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn sáng sớm tin tức trong lòng thực sự có chút buồn cười nàng thập phần nghĩ ra ngôn khuyên một khuyên vị này còn tại ngạnh căn người già bằng không từ bỏ tính trời cao cho hắn nhiều như vậy trắc trở chính là nói minh không nghĩ làm hắn hoàn thành cái này kế hoạch nhưng vì tiếp tục xem lão gia hỏa bước tiếp theo kế hoạch chu khả thấm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý lý kiến quốc đề nghị mà bên kia thiên viên câu lạc bộ phòng huấn luyện tất cả mọi người ở khí thế ngất trời thảo luận cái này tin tức mà mạc phàm nhún vai nhẹ nhàng cười đây đúng là hắn hôm trước buổi tối tự hỏi một đêm sở tư khảo ra tới phương án một vòng lúc sau hắn phải tiến hành thị cấp săn thú đại tái cuối cùng một vòng tỷ thí nếu lý giai phải làm ra cái gì động tác hắn căn bản không kịp ngăn trở nói vậy đây cũng là lý kiến quốc cái kia cáo và suy nghĩ cặn kẻ lúc sau sở quyết định tốt này một khi đã như vậy hắn vô pháp hiện tại liền từ trừ ma tư cứu ra bạch hy dịch phụ thân cũng vô pháp ở một vòng lúc sau nhúng tay bọn họ hành động liền chỉ có thể nghĩ cách làm cho bọn họ hành động tiếp tục sau này chậm lại. Huống chi, hắn vốn là có xông vào một lần cái kia nghiên cứu khoa học cao ốc tất yếu. Tối hôm qua ở tầng cao nhất, hắn thuận lợi vào tay mặt Hạo Thiên hy vọng hắn lấy ra văn kiện, hơn nữa thành công đem bên trong nội dung thông qua phía trước lưu tốt liên hệ phương thức đã phát qua đi. Cứ việc hắn không biết ngày sau sẽ được đến như thế nào đáp án, nhưng giờ phút này, hắn trong lòng cục đá cũng coi như là buông xuống một khối. Thu hồi chạy xa tư tưởng. Mặt Phàm lặng lặng nhìn cửa, Hiên viên Trường Hải cùng Long Thương Vân ngày hôm qua đi tham gia tuyển chỉ đại hội. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng, nên đem kết quả nói cho bọn họ. Mạc Phàm phỏng đoán. Ở đã trải qua đợt thứ hai như vậy địa vực khó khăn lúc sau, về công về tư, vòng thứ ba chỉ sợ đều tương đương đơn giản. Chỉ cần hoàn thành cái này trạm kiểm soát, thành công giúp hiên viên câu lạc bộ vào tay thì cấp ra biên danh ngạch. Hắn liền có thể buông ra tay chân đi xử lý hắn cùng Lý Gia ân oán. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Dây tiếp theo, ở tiếng người ồn ào bát quái bên trong, Thiên viên Trường Hải cùng Long Thương Vân cùng nhau đẩy ra phòng huấn luyện đại môn. Tần Thiên Cơ, Mạc Phàm, Cùng Đao, Phong Thần, Băng cùng ta tới một chuyến. Bọn họ sắc mặt không thể nói vui sướng, cũng không thể nói trầm trọng, chỉ là lẳng lặng tuyên bố như vậy một đoạn lời nói. Những người khác thảo luận nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Hảo gia hỏa? Tuyển chỉ kết quả nhanh như vậy liền xuống dưới sao? Hơn nữa này hai cái cáo già sắc mặt là chuyện như thế nào, kết quả rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo a? Ai? Tiểu Trạch ở trong góc luyện phù văn hơi có chút ủ rũ mà thở dài một hơi. Hắn là mang tưởng thế câu lạc bộ tham gia loại này thi đấu, nhưng bách với thực lực có hạn, xem ra về sau là không có gì cơ hội. Tần Thiên Cơ vốn dĩ chính lạnh lùng đứng ở một bên. Nhìn đến tiểu trạch lúc này mặt lộ vẻ uể oải, hắn ở đi qua đi khi, thế nhưng phá lệ ra tay, có chút do dự vỗ vỗ hắn đầu, tiểu trạch vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu. Hắn nhìn sư phụ bóng dáng, quả thực không thể tin được, vừa rồi hắn được đến sư phụ an ủi. Gọi vào tên năm người thực mau liền bước ra khỏi hàng. Đi theo hiên viên Trường Hải cùng Long Thương Vân, hướng văn phòng đi đến. Những người khác hiển nhiên đều tương đương quen thuộc này một chuyến lưu trình, thực mau liền khôi phục tự chủ huấn luyện, liền buổi sáng rất là oanh động nghiên cứu khoa học cao ốc cướp sạch án đều lười đến thảo luận. Trong văn phòng, không khí trong nháy mắt tiến vào trầm mặc. thiên Viên Trường Hải cùng Long Thương Vân lẳng lặng đôi tay ôm ngực đứng, không nói chuyện. Mặt khác năm người xem hai vị lão bản đều không lên tiếng, tự nhiên cũng là không nghĩ bị súng bắn chim đầu đàn, đương cái kia suốt bọn họ rủi ro người. Một trận lâu dài trầm mặc lúc sau, Long Thương Vân xoa xoa huyệt thái dương, sau đó đối bọn họ nói, Khách trước không nói, trước làm ta nhìn xem các ngươi trước mắt cấp bậc đều đến mức nào đi, một đám đều đi lên cho ta sờ cầu đi. Chương 173, cửa thứ ba. Mạc Phàm cái thứ nhất đứng lên trên. Nhàn nhạc hồng quang tức khắc tràn ngập toàn bộ trong nhà. Cái này làm cho Hiên Viên Trường Hải cùng Long Thương Vân đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, rất có loại trường gian sống sau đè sống trước, sống trước chết trên bờ các thương xót cảm giác. Tần Thiên Cơ cái thứ hai đứng lên trên, chói mắt cam quan như cũ là như vậy lóa mắt cái thứ ba trạm đi lên chính là cuồng đao hắn cam quan hơi tốn tầng thiên cơ một bậc nhưng vẫn cứ rất là sáng ngời cái thứ tư trạm đi lên chính là phong thần hắn rất là ngượng ngùng do dự đã lâu mới đưa đôi tay thả đi lên khi cam quan chỉ là nhàn nhạt thập phần phù hợp hắn mới đột phá địa cấp sơ giai thân phận vì thế hắn rất là xấu hổ đỏ hồng mặt băng ở cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh đứng lên trên nàng cam quan xem như tương đối trung quy trung cũ không tới tầng thiên cơ cùng cuồng đao như vậy đỉnh cũng không giống phong thần vừa mới đột phá nói tóm lại này một chi đội ngũ thực lực vẫn cứ thập phần không tồi, một cái vừa mới đột phá thiên cấp, dư lại bốn cái đều là địa cấp, đặt ở chỗ nào, đều là một con tương đương lấy đắc thủ đội ngũ thực lực. Long Thương Vân cùng Hiên Viên Trường Hải liếc nhau, thở dài, sau đó nói: "Sát gà nào dùng tể ngưu đao qua?" À? Lời này vừa nói ra, ở đây năm người tất cả đều lơi lỏng xuống dưới, hảo gia hỏa, nguyên lai là đi sát gà, bọn họ còn tưởng rằng này tư thế là muốn đi đồ long đâu. Long Thương Vân mở ra mang đến văn kiện, sau đó lười biến hướng trước mặt mấy cái người trẻ tuổi tuyên bố nói: "Cửa thứ ba, địa chỉ thiên ngoại sơn quyết đấu câu lạc bộ là lý gia lý tưởng câu lạc bộ cũng là các ngươi lão bằng hữu lần này ai thắng ai liền đoạt được thị cấp thi đấu ra biên danh ngạch có thể đi tham gia quốc gia cấp thi đấu hy vọng các ngươi đều hiểu được thắng lợi ý nghĩa ha thị cấp thi đấu quyết chiến đối thủ là lý tưởng câu lạc bộ bọn họ đã sớm nghĩ tới ở sớm tại đệ hai quan lý gia câu lạc bộ cùng vương gia câu lạc bộ liền ở một cái lại thanh nhàn bất quá địa phương tiến hành rồi cuối cùng pk lý gia câu lạc bộ tự nhiên là không hề nghi ngờ thắng lợi mà lúc này đây đại biểu thị cấp đi tiến hành quốc gia cấp thi đấu tự nhiên chỉ có thể ở hiên viên cùng lý tưởng hai nhà bên trong quyết ra duy nhất một nhà. Đến nỗi cái kia thiên ngoại sơn. Phong thần cùng cùng đau liếc nhau, đều nhúng vai, tỏ vẻ không như thế nào nghe nói qua. Nếu không như thế nào nghe nói qua, đã nói lên nhất định là danh điều chưa biết tiểu địa phương, nếu là tiểu địa phương, cũng liền dùng không bọn họ lao tâm hao tổn tinh thần. Đến lúc đó tùy tiện đi đánh một trận, đem lý gia người đánh đến hoa rơi nước chảy, không phải đại biểu thắng trận thi đấu này sao? Lúc này, Long Thương Vân lại lười dương dương bổ sung nói. Yêu cầu ta cho các ngươi nói một chút lý do trước mắt mạnh nhất đội hình sao? Nếu bọn họ có thể kêu trở về bảng xếp hạng thượng trước năm, đó chính là hai cái thiên cấp, ba cái địa cấp đỉnh, nếu kêu không trở lại, bọn họ tiền mười thậm chí không có thấp hơn địa cấp đỉnh thợ săn. Lời này vừa nói ra, Phong Thần cùng Băng lập tức cúi đầu. Như vậy đối lập, thực sự có chút làm cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn, chính là lúc này, câu lạc bộ có thể lấy đến ra tay chỉ có bọn họ năm người, không cho bọn họ đỉnh áp lực thượng còn có cái gì biện pháp đâu. Phong Trần Hình thù kỳ quái nhăn lại mặt lúc sau, do dự mà đặt câu hỏi nói: có lẽ vân lão ngươi đem lão đại cùng lão nhị thỉnh về tới đâu thỉnh về tới chúng ta giấy mặt thực lực không phải cường với bọn họ lớp học đinh đinh thắng sao long thương vân hận không thể một ngụm nước miếng phun đến phong trần trên mặt hảo ngươi cái không tiền đồ mặt hàng gần vừa nghe thực lực của đối phương liền cảm thấy chính mình thua định rồi sao ta nói cho ngươi các ngươi thật đúng là không nhất định thua lý do những cái đó địa cấp đỉnh mỗi người toàn bộ là từ nhỏ dùng ấm sắc thuốc phao đại cùng phế vật không có bất luận cái gì khác nhau cùng các ngươi loại này ở đau thật kiếm thật mài dũa ra tới có thể giống nhau sao phong trần vừa nghe lời này càng là xấu hổ cúi đầu nói đến ai khác là ấm sắc thuốc phao đại hắn địa cấp cũng là bị mạt phàm từ ấm sắc thuốc phao ra tới a chẳng qua lời này là trăm triệu không thể làm long thương vân nghe được nếu không long thương vân thế nào cũng phải tước chết hắn không thể mắng xong phong thần long thương vân như là hết giận giống nhau lại đỉnh đỉnh bộ ngực vì chính mình tăng thêm vài phần tin tưởng hắn tiếp theo hướng trước mặt địch nhân phổ cập khoa học nói đến nỗi thiên ngoại sơn là năm trước mới phát hiện tân yêu ma xào huyệt, cho nên phía trước đại gia là không có thăm dò quá, sở dĩ kêu tên này, là bởi vì hắn cao ngất trong mây, là Lam Thị quanh thân nhất cao ngất một đỉnh núi, trước mắt điều tra biết được, mặt trên chủng loại đại đa số là một ít loài chim bay, loài chim bay sao, so với tẩu thú vẫn là dễ đối phó một ít, các ngươi trở về học tập một chút tương quan tư liệu, là một ít nhằm vào luyện tập, hẳn là không có gì vấn đề. Nghe Long Thương Vân này đứng nói chuyện không eo đau, rất là nhẹ nhàng làng điệu, năm người cũng là đồng thời mắt trợn trắng. Không có thăm dò quá địa phương mới là đáng sợ nhất hảo sao không biết lý gia trừ cái gì phong thế nhưng tưởng cùng bọn họ tại đây loại không biết nơi tiến hành thăm dò sẽ không sợ đem người một nhà toàn bộ thu tiền sao bọn họ đều trong lòng hiểu rõ phía trước dự thi khi gặp được những cái đó chuyện xấu hơn phân nữa là lý gia thông đồng tổ ủy hội bộ phận người dở trò quỷ chính là trước mắt điều tra kết quả không có ra tới bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng này đó rõ ràng có tấm màn đen rút thăm an bài trở lại phòng huấn luyện bọn họ thở dài một hơi tiếp tục bắt đầu rồi mỗi ngày huấn luyện mà lúc này trừ ma tư Lý Kiến Quốc lại cùng Chu Khả Thấm chính diện xung đột lên. Theo lý thuyết, buổi sáng bọn họ vốn dĩ đều đồng ý cùng nhau đem kế hoạch sau này lùi lại tính toán, không nên lại có cái gì chi tiết thượng tranh luận. Nhưng Lý Kiến Quốc lần này tiến đến, cũng không phải vì 4200 hào chuyện này, mà là vì con của hắn án kiện. Phía trước Chu Khả Thấm bởi vì tỏa định tối cao hiềm nghi người, đối hắn liên tiếp tiến hành rồi tra án phương diện thoái thác. Lý Kiến Quốc đem mặt phàm các loại điểm đáng ngờ không chê phiền lụy mà ném đến Chu Khả Thấm trước mặt, Chu Khả Thấm đều chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, tỏ vẻ này đó trùng hợp cũng không phải bọn họ ra án căn bản. Ở nhiều lần thoái thác lúc sau, hơn nửa ngày gần đây đủ loại không thuận, Lý Kiến Quốc rút cuộc nên đón đại bùng nổ. Hắn đối Chu Khả Thấm vẫn nộ chất vấn nói: "Ngươi nói cho ta hung thủ là cái kia đột nhiên xuất hiện đại yêu, nhưng cái kia đại yêu hiện giờ rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi tổng phải cho ta một công đạo đi." Hơn nữa, nếu mặt phàm chứng cứ không đủ, cái kia đại yêu chứng cứ chẳng lẽ liền đủ sao ngươi đem chúng ta lý gia trở thành ngốc tử giống nhau lừa gạt sao chu khả thấm cao mày nhàn nhạt cuốn cấp dưới cho nàng phao trà lý lão tiên sinh không cần kích động như vậy thật sự có thất thân phận của ngươi ta còn là câu nói kia nếu có chứng cứ chúng ta nhất định trảo nếu không có chứng cứ như vậy bất luận cái gì một cái hiềm nghi người đều không thể qua loa mà đối đãi mặt phàm chúng ta đã tra xét kết luận chính là chứng cứ không đủ cái kia đại yêu sát thật có nhất định hiềm nghi chúng ta cũng cũng không có nói hung thủ nhất định chính là nàng chương 174, thị sát. Lý Kiến Quốc thập phần hiếm thấy thất thố lên. Một khi đã như vậy, ta liền không thể không nghi ngờ Chu phó tư lớn lên làm việc năng lực, chuyện này nếu từ các ngươi trừ ma tư tới quản, ngươi nên cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, nếu ngươi làm không được đã nói lên năng lực không đủ, đem sư phó của ngươi kêu trở về. Hắn thật mạnh một phách cái bàn, sau đó xoay người hừ lạnh một tiếng. Chu Khả Thấm tiếp tục thông thả ung dung uống trà. Chúng ta hết thảy đều là ấn trình tự làm việc, Lý lão tiên sinh chẳng lẽ là ở hướng ta tìm kiếm đặc quyền sao? sư phó của ta nên trở về tới thời điểm tự nhiên sẽ trở về, nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi lý gia trở về, nếu tiên sinh thái độ như thế ngạo mạn, như vậy 4200 hào sự, chúng ta chỉ sợ cũng liền vô pháp phối hợp. Lý Kiến Quốc nộ một trừng to mà nhìn Chu Khả Thấm. Này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, thế nhưng thật dám lấy 4200 hào sự uy hiếp hắn. Nhưng Chu Khả Thấm nói xong câu đó sau một lời chưa phát, hiển nhiên là đang chờ Lý Kiến Quốc chính mình chịu thua. Nàng đoan chắc Lý Kiến Quốc tâm tư lợi ích, thân tình đạm mạc, tuyệt đối sẽ không vì con của hắn đã trần ai lạc định án mạng, mà đi lấy 4.200 hào như vậy trọng đại kế hoạch tới cùng chính mình giận dỗi. Lý Kiến Quốc trong lúc nhất thời quả nhiên á khẩu không trả lời được. Hắn tức giận cắn răng một cái, sau đó không kiên nhẫn nói. Tính, nếu thân là thành phố Hải Lam thị dân, tự nhiên liền phải tin tưởng các ngươi phá án cơ quan, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Nói xong hắn chuyện vừa chuyển, lại nói bóng nói gió nói. Nếu hôm nay tới, không bằng đơn giản liền làm ta nhìn xem kia 4.200 hào hôm nay trạng huống như thế nào, cũng làm cho ta vì về sau kế hoạch làm chút chuẩn bị, chu phó thị trưởng sẽ không liền này đều không đồng ý đi chu khả thấm nghe vậy trong lòng nổi lên một tia cười lạnh nàng đoán quả nhiên không sai lý kiến quốc hôm nay tới tuyệt không phải vì con của hắn thảo cái cách nói đơn giản như vậy thượng một lần nàng liền hướng lý kiến quốc nói qua trừ ma tư bởi vì yêu cầu tị hiềm không kiến nghị lý kiến quốc tới giam giữ yêu thú cơ yếu địa phương quá nhiều lần nhưng lý kiến quốc rõ ràng là muốn mượn con của hắn án kiện thuận nước đẩy thuyền nhiều lần hướng nàng đòi lấy thị sát bốn hào cơ hội Chu Khả Thấm nếu là không cho, đó là quá mức không thông nhân tình. Rốt cuộc không có thể cho nhân gia tra ra một cái án mạng cách nói. Lúc này nếu là lạnh như băng cự tuyệt, quả thực là rõ ràng đánh lý kiến quốc mặt, Chu Khả Thấm tuy rằng không nghĩ xem lý gia sắc mặt, nhưng đối với này ít nhất đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là hiểu một ít. Không sao cả nhún vai. Chu Khả Thấm nhướng mày nói, nếu lần này tới, kia Lý lão tiên sinh thuận đường đi một chuyến, tự nhiên là có thể, chẳng qua lần sau nhớ rõ cách thượng một đoạn thời gian mới hảo như thế cấp khó dằn nổi, chẳng lẽ là sợ chúng ta trừ ma tư trước tiên giải quyết ngươi thực nghiệm đối tượng không thành a à. lý kiến quốc nghe chu nhưng khánh này không nóng không lạnh hàm thứ mang bổng khẩu khí cứ việc trong lòng cắn răng ở trên mặt xác thật so vừa rồi ôn hòa không ít cùng nhau đi ra văn phòng hai người lại một đường đi tới rồi giam giữ bốn nghìn hai trăm hào nơi lúc này đây bốn nghìn hai trăm hào tinh thần hiển nhiên so lần trước càng thêm suy yếu hắn hơi thở thoi thóc treo ở hắn cái kia phòng nhỏ nội cả người đều là điện giật lúc sau lưu lại miệng vết thương phản phất liền nâng lên mí mắt sức lực đều không có Lý Kiến Quốc không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế đi xuống, hắn như thế nào có thể chống được hai chu về sau? Chu Khả thấm cao mày phiên phiên trên mặt bàn bãi tù phòng hành vi ký lục nghi. Hút một ngụm khí lạnh lúc sau. Nàng có chút kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ nói. Hắn chưa từng có từ bỏ quá chạy thoát, chỉ cần vừa tỉnh, liền nhất định sẽ liều mạng giải dụ. Chúng ta trừ ma tư cũng rất ít nhìn thấy loại tình huống này, giống nhau yêu ma bị bắt được, chỉ cần không nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh, bọn họ phản ứng đều sẽ không như vậy kịch liệt. Lý kiến quốc thật sự là nóng vội vạn phần hắn đối chu khả thấm hỏi có biện pháp nào không cùng hắn giao lưu một chút liền hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì trước làm hắn vững vàng vượt qua này đoạn thời kỳ lại nói bằng không không chờ đến chúng ta thực nghiệm bắt đầu hắn cũng đã không được đáng chết nếu là có mặt khác thích hợp địa cấp yêu ma có thể thay thế hắn mới lười đến cùng trừ ma tư tiến hành loại này vô vị chu toàn còn muốn lo lắng nhà người khác con mồi tình huống thân thể quả thực trường ra chu khả thấm không chút để ý gật gật đầu đương nhiên có thể nàng từ trên mặt bàn cầm cái cái nút nhẹ nhàng nhấn một cái giam giữ 4.200 hào phòng nhỏ nội, tức khắc điện quang nổi lên bốn phía. Nguyên bản hôn hôn trầm trầm 4.200 hào. Phản phất đánh cái giật mình dường như, bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu liều mạng giải dụa. Chu khả thấm hướng Lý Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu. Lý Kiến Quốc lập tức hỏi. Vị này. Vị này thằng làng huynh. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì, mọi người đều có thể thương lượng sao hà tất như vậy thương tổn thân thể của mình đâu. Có cái gì liền cho ta nói, ta lý mỗi người nhất định tận lực giúp ngươi làm, ngươi trước sống yên ổn ở chỗ này ngốc, bảo toàn chính mình tánh mạng vì trước, được không? 4.200 hào dùng hắn cặp kia âm trầm trầm lục con ngươi thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc bị hắn nhìn chầm chầm đến có chút nhút nhát. Sau một lúc lâu lúc sau, 4.200 hào bắt đầu nói ra hắn bị giam giữ ra vào trừ ma tư lúc sau, câu đầu tiên bình thường đối thoại. Hắn run run rẩy rẩy thả không lắm thuần thục mà nói. Ngươi. Nói. Là thật sự. Lý Kiến Quốc thấy hắn chịu giao lưu, trong lòng tự nhiên dâng lên một tia vui sướng, có thể trước ổn định cái này thực nghiệm đối tượng tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, ta lý mỗi người một lời đã ra, tứ mã nan truy, ngươi nghĩ muốn cái gì liền nói cho ta, chỉ cần ngươi đừng còn như vậy thương tổn thân thể của mình. 4.200 hào thống cổ nhắm hai mắt lại, sau đó lắc lắc đầu. Ta chỉ là muốn biết. Lão bà của ta hài tử bọn họ hiện giờ đều ở nơi nào, các ngươi rốt cuộc đem bọn họ quan đi địa phương nào, ta thật sự không thể tha thứ chính mình. Bởi vì ta dễ dàng tin các ngươi, dẫn tới chúng ta một nhà ba người tao này vận rủi. Lý Kiến Quốc nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Cái gì? Cái này địa cấp yêu ma, thậm chí còn có lão bà hài tử, kia không đều là thượng đẳng yêu ma tài liệu sao? Nếu có thể bắt lấy, chính mình chẳng phải là lại có thể kiếm thượng một bút. Nhưng giây tiếp theo, kiếm tiền ý niệm đã bị làm nghiên cứu khoa học ý niệm gắt gao ngăn chặn. Hắn lại quay đầu vội vàng hỏi hướng Chu Khả Thấm. "Chu phó thị trưởng, hắn theo như lời lão bà hài tử ở nơi nào nha? Không bằng ngươi khiến cho bọn họ thấy thượng một mặt, làm hắn trước an ổn xuống dưới cũng hảo." tổng so với hắn như vậy tự mình hại mình giống nhau tới hảo. Chu Nhân Thanh mị mị mắt, sau đó lắc lắc đầu. Lúc ấy, nàng cùng sư phó được đến tình báo, cùng nhau tiến đến bắt giữ này ba cái yêu ma. Kết quả một đời chưa chuẩn bị, bị một trận kỳ hỏa gây thương tích, kia kỳ hỏa trung đựng kịch độc, sư phó thế nàng chặn lại hơn phân nửa bộ phận, đến nay còn tại tỉnh dưỡng điều tức nổi lửa bên trong. Mà thừa dịp kia nhất thời hỗn loạn, kia mẫu thân hài tử toàn bộ biến mất, cái này phụ thân lưu lại cản phía sau, cho nên mới. Chương 175, đồ uống. Cho nên, nàng căn bản cũng không biết, này chỉ yêu ma lão bà hài tử hiện giờ hiện tại nơi nào. Nhàn nhạt đối lý kiến quốc lắc lắc đầu. Chu khả thấm nói. Cái này ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi, chúng ta trừ ma tư đối kia hai chỉ rơi xuống cũng không phải rất rõ ràng. Lý kiến quốc nghe vậy, lập tức nhíu mày. Không được, hắn hôm nay tổng không thể bạch bạch tới nơi này một chuyến, muốn giữ được trước mắt cái này thực nghiệm tài liệu mới là quan trọng nhất. Đột nhiên, Lý Kiến Quốc linh quan chợt lóe. Sau đó, hắn quay đầu đối 4.200 hào nói ngươi chỉ cần ở chỗ này an tĩnh tiếp thu các hạng kiểm tra hai tuần, hai tuần lúc sau, chờ ngươi bình phục xuống dưới, tự nhiên có an bài các ngươi gặp nhau cơ hội, nhưng là ngươi tổng không thể tại đây phía trước, đem thân thể của mình lộng suy sụp đi. Chu Khả thấm nhướng mày nhìn về phía hắn, liền một cái đem chết yêu ma đều phải lừa gạt, lão già này không khỏi có chút quá không địa đạo. Nhưng phen nói chuyện này, hiển nhiên trấn an tới rồi 4200 hào nôn nóng tâm tình. 4200 hào vội vàng hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vì cái gì không thể hiện tại khiến cho ta thấy bọn họ đâu, Lý Kiến Quốc chậm rì rì nói. Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi tự bị quan vào được đến tục cùng có bao nhiêu cùng táo, loại tình huống này, có thể an bài các ngươi người một nhà gặp mặt sao. Cho nên ngươi nhất định phải nghe ta, mau chóng bình tĩnh trở lại, hảo hảo phối hợp nơi này người, bằng không càng không có gặp nhau cơ hội. Lời này vừa nói ra. 4.200 hào dãy dụ mắt thường có thể thấy được nhỏ xuống dưới. Chu khả thấm trên mặt không nói lời nào, trong lòng đích xác có chút đối bên người lão nhân càng tăng thêm vài lần phòng bị. Làm chiếm cứ thành phố Hải Lam nhiều năm như vậy gia chủ, Lý Kiến Quốc quả nhiên vẫn là có một ít lời nói thuật cùng thủ đoạn. Chính mình cùng hắn giao tiếp trong lúc, chỉ sợ cũng muốn lại nhiều hơn thượng vài phần tiểu tâm mới là. Thừa dịp 4200 hào an tỉnh thời điểm. Chu Khả thấm nhân cơ hội làm nhân viên công tác tiến vào phòng trong, giúp 4200 hào đo lường các loại thân thể trị số. Đến ra kết quả lúc sau, nàng rất là hào phóng giao cho Lý Kiến Quốc xem xét. Lý Kiến Quốc không thể nghi ngờ bị Chu Khả thấm này nhất cử động thỏa mãn một ít hư vinh. Hắn tiếp nhận tài liệu nhìn một phen, trừ bỏ thân thể các hạng trị số thiên nhược bên ngoài, còn không có gì vấn đề lớn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xác nhận một ít việc hạng lúc sau. Liền cùng Chu Khả thấm lại về tới làm công khu nội. Lúc này, mặt phàm bọn họ đoàn người chính tụ ở phòng huấn luyện nói tiểu lời nói. Tất cả mọi người đối cùng đao biến hóa khiếp sợ không thôi. Bọn họ hiến vật quý dường như từ các nơi lấy ra các loại có yêu khí đồ vật, phóng tới cùng đao trước mặt điên cùng rêu rao, cũng chưa khiến cho cùng đao một chút ít cùng táo cùng với cảm xúc dao động. Phong thần là kiến thức quá tối hôm qua cùng đao xinh đẹp chiêu thức. Bởi vậy rất có một ít biết bí mật tự hào từ nay về sau, các ngươi đều đối ta huynh để phóng tôn trọng điểm, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì kẻ điên giả nhân, là một cái đầu óc thập phần rõ ràng giả nhân. Này tỏ vẻ chúng ta câu lạc bộ thực lực lại bay lên một đại bậc thang A. Cùng đao nghe vậy nheo nheo mắt, đem nắm tay niết đến kẻo kẹt trung động. Ngươi nếu là lại ở tiểu huynh để nhóm trước mặt chửi bới ta danh dự, ta không ngại đem ngươi đánh thành kẻ điên. Phong trần lập tức bán nổi lên túng, một chút trốn đến mặt phàm phía sau, sau đó hướng cùng đao mắt trợn trắng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tối hôm qua còn nói sinh tử cùng mệnh, vinh nhục cùng nhau đâu, hôm nay liền trở mặt, thật không phải cái đồ vật. Mạc Phàm cái trán gân xanh ứa ra, một phen bưng kính phong thần miệng. Sau đó đối hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi ít nói điểm lời nói có thể chết sao? Sợ người khác đoán không ra tới là chúng ta làm." Phong Trần thực sự là bị chiêu thức ấy phong hầu chi thuật hoảng sợ, vội vàng hướng Mạc Phàm gật đầu cũng giải dụ. Mà lúc này, Long Thương Vân bọn họ lại đi đến hắn chỉ huy nhân viên công tác nâng hai đại trương đồ vật không biết là cái gì tóm lại trên mặt cười tủm tỉm vừa thấy chính là có chuyện tốt phát sinh Ta biết các vị thành viên trong khoảng thời gian này vất vả, vì thế, chúng ta câu lạc bộ cố ý bỏ vốn, vì các ngươi mua vào mấy trương thị trường xa xỉ công năng đồ uống, các ngươi không có việc gì nói liền cầm uống uống, cũng coi như là chúng ta đối với các ngươi phúc lợi cùng khao sao. Nghe được là công năng đồ uống. Phòng huấn luyện các huynh đệ lập tức cắt một tiếng, sau đó quay đầu đi cắt làm cắt. Làm này hành người cũng không thiếu tiền, sao lại để ý mấy bình uống đồ vật. Long Thương Vân lấy loại đồ vật này tới khao đại gia, thực sự là có điểm trùng mình. Ha ha ha. Long Thương Vân hiển nhiên nhìn ra đại gia kinh thường nhìn lại, vì thế làm công nhân đem kia mấy rương đồ uống dọn xong lúc sau, lại bắt đầu một trận rất là tự đắc giới thiệu. Này mấy rương đồ vật nhưng không có đại gia tưởng tượng như vậy không đáng giá tiền, nghe nói đối tu luyện rất có trợ giúp, các ngươi đi bên ngoài thị thượng hỏi một chút, một lọ không có mấy ngàn cũng hạ không tới a, à, chúng ta mua mấy thứ này cũng là rất là đau mình, các ngươi không cần nói chúng ta liền lui về. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đối phúc lợi rất là kinh miệt các huynh đệ lập tức giúp toàn bộ lực lượng liền cùng hai mắt thả quan sói đói dường như phát đi lên từ kia trong rương chia cắt ra chính mình chiến lợi phẩm dựa cư nhiên là tây đằng công ty xuất phẩm cái này xác thật thực quý a tất cả mọi người ríu trích nghị luận lên không khí một đợt sau một đợt tăng vọt tây đằng mặt phàm ba người liếc nhau đều cảm giác tên này có điểm quen tai cùng quen mắt phản phất ở nơi nào gặp qua dường như có tiểu huynh đệ thập phần nhiệt tâm giúp bọn hắn ba cũng đoạt tam bình sau đó nhét vào bọn họ trong tay các ca ca các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? À? Đây chính là thứ tốt, bên ngoài tưởng mua cũng mua không được đâu, Vân lão nói không sai, thật là đối tu luyện rất có bổ ích. Mạc Phàm thụ sủng nhược kinh nói tạ, sau đó liền cầm lấy trong tay cái chai cẩn thận quan kháng. Đương hắn đem tầm mắt phóng tới cái chai thượng logo khi, tức khắc có chút thạch hóa. Ba người đồng thời ngẩng đầu liếc nhau. Hảo gia hỏa. Bọn họ nháy mắt minh bạch đối với tay đằng tên này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Tối hôm qua bọn họ xâm nhập kia gia nghiên cứu khoa học cao ốc bên trong còn không phải là nơi chốn dán tay đằng logo cùng với chữ sao thế sự như thế nào sẽ trùng hợp đến như thế nông nổi bọn họ đêm qua mới không kích nhân gia hang ổ hôm nay đã bị công ty đã phát nhân gia chế tạo ra tới sản phẩm trời ạ à, nếu đối phương biết việc này là bọn họ làm có thể hay không hướng này đó đồ uống bên trong hạ độc a phong thần rung rung rẩy rẩy mà giơ lên tay sau đó miễn cưỡng cười vui hướng long thương vân hỏi vân lão đây là ngươi chừng nào thì mua như thế nào gạt các huynh đệ a long thương vân bàn tay vung lên sớm đều mua hôm nay không có việc gì, cho nên lấy ra tới khao khao các ngươi, các ngươi cứ yên tâm uống đi. Phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm ha. Ba người lúc này mới yên tâm tới. Nếu là phía trước mua, như vậy chắc là sẽ không ra cái gì sai lầm. Mặt phàm lại phiên phiên bình thân mặt khác chữ. Vì bảo mật, mặt trên cũng không có thập phần cụ thể phối liệu biểu. Chương 176, Điểu tộc đại kế. Nhưng đại thể giới thiệu, vẫn là làm hắn không khỏi nhớ tới, dược phải làm cho chính mình kia trương phương thuốc. Hắn trong lòng đã có 8-9 phần 10 suy đoán nhưng vì biết Long Thương Vân đối với Tây Đằng Cao Ốc cùng Lý Gia Chi Giang quan hệ hiểu biết nhiều ít, hắn vẫn là nói bóng nói gió hỏi. Vân Lão, làm thứ này chính là cái gì công ty A? À? Đáng tin cậy sao? Long Thương Vân thập phần không kiên nhẫn trả lời nói. Đương nhiên đáng tin cậy lạp, không đáng tin cậy ta có thể cho các ngươi mua tới sao? Đem ta trở thành người nào, đây chính là thành phố Hải Lam đệ nhất chế dược nhà xưởng, tính, xem ở các ngươi không kiến thức phân thượng, lười đến cùng các ngươi so đo, ta đi rồi, các ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Nói xong. Long Thương Vân thật sự quay đầu liền đi, không lại cùng bọn họ nói thêm cái gì. Mà Mạc Phàm cùng Đao Phong thần ba người nhìn nhau, cũng đồng thời nuốt nuốt nước miếng, hơi có chút không biết sở trường trung đồ vật làm sao bây giờ. Lúc này, Long Kiếu trong cốc, một hồi đầy trời thảm lục lửa lớn, suốt bị bỏng nơi này gần một vòng thời gian. Cứ việc, theo thời gian trôi qua, hỏa thế đã dần dần thu nhỏ, nhưng sinh cơ lại rốt cuộc vô pháp khôi phục đến phía trước. Trong cốc sinh linh, phàm là may mắn có thể chạy thoát, đều chạy trốn tới phụ cận trên núi tạm thời tị nạn nơi này trở thành không còn có hoa thơm chim hót yên tĩnh nơi lúc này đáy cốc một mảnh đất khô cằn tràn ngập các loại động thực vật than cốc hài cốt hoặc nhìn mười phần là một bộ luyện ngục bộ dáng ở như vậy đáy cốc một cái hài tử chính che lại ngực trên mặt đất gian nan hành tẩu hắn cả người quần áo đều đã bị đốt thành tro nhưng bởi vì toàn thân lây dính vết máu cùng than cốc đảo cũng nhìn không ra cái gì mỗi hành tẩu vài bước đứa nhỏ này trên người liền có quỷ dị màu xanh lục ngọn lửa từ giữa vụt ra ngọn lửa lay động ra thật lớn phần sáng đủ để chiếu sáng lên ngọn lửa hệ rễ kia một mảnh quỷ dị thả rậm rạp màu xanh lục vẫy. Hắn phản phất không biết mệt mỏi về phía trước đi tới, không biết đến tột cùng là muốn đi trước chỗ nào. Mà lúc này, long khiếu cốc phía trên, bay tới mấy chỉ trường màu đen lông cánh cầm loại. Bọn họ dùng cánh chim che khuất xoan mũi, ý đồ ngăn cách trụ, kia khoảng cách trên không mấy trăm mẻ chỗ, vẫn cứ lượng lờ không tiêu tan hương người độc yên. Liếc nhau, bọn họ đồng thời lạnh lùng biểu tình, Điểu tộc công tử trước đó không lâu hướng toàn yêu giới ban bố tìm yêu lãnh, yêu cầu nhất định phải thế hắn tìm ra cái kia có long thần huyết mạch tiểu hài tử, chẳng lẽ, thế nhưng bị chúng ta đánh bậy đánh bạ phát hiện. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, long khiếu cốc chính là này phiến yêu ma sao huyệt mảnh đất trung tâm, nhiều năm qua vẫn luôn khó có thể tiến vào, hắn như thế nào sẽ lựa chọn ở chỗ này tiến hóa. Chẳng lẽ, cùng trước đó không lâu xâm nhập chúng ta ưng miệng lương đám kia nhân loại có quan hệ. Phi phi phi. Lời này cũng không thể nói vậy, cao quý long thần huyết mạch, sao có thể cùng đê tiện nhân loại pha trộn ở bên nhau? Hơn nữa, theo ngày đó sống sót hài tử báo cáo, bọn họ cũng chỉ phát hiện nhân loại bóng dáng, không có phát hiện khác a. Hai chỉ cầm loại ở trời cao không được xoay quanh. Đã có phát hiện, chúng ta đây tự nhiên muốn sớm chút đêm này tin tức báo cáo điểu tộc công tử mới là, cũng không thể làm như vậy trân quý huyết thống lưu lạc bên ngoài, tự sinh tự diệt a. Ân ân. Tốt nhất cũng đừng làm cho đứa nhỏ này rời đi cái này địa phương, chúng ta đem phụ cận khu vực điểu tộc huynh đệ đều kêu lên, làm cho bọn họ thay phiên tiến đến trong coi đứa nhỏ này, miễn cho hắn lại chạy ném đi. Một trận thương nghị qua đi. Hai chỉ cầm loại chấn cánh rời đi, tiến đến trong tộc tiến hành thông báo, để tiến hành bước tiếp theo động tác. Ưng miệng lương. Yêu ma xào huyệt nội. Hắc điêu tộc tộc trưởng kiếp sợ vỗ án dựng lên. Hắn trợn tròn một đôi mắt ưng, hướng bọn họ không thể tin tưởng dò hỏi. Các ngươi nói chính là thật sự. Long khiếu cốc thảm án, thật sự cùng cái kia long thần tộc huyết mạch hài tử có quan hệ, hơn nữa, các ngươi ở nơi đó phát hiện hắn tung tích đúng vậy tộc trưởng đại nhân chúng ta không dám đối chính mình phát hiện có điều giấu giếm việc đã đến nước này có phải hay không mau chóng đăng báo điểu tộc công tử hơn nửa triệu tập phụ cận sở hữu điểu tộc huynh đệ đến trong giữ trụ kia hài tử tương đối hảo hắc điêu tộc tộc trưởng vung lên tay áo đương nhiên như vậy trân quý huyết mạch ở yêu ma tộc cũng là trăm năm khó gặp tự nhiên không có khả năng cảm kích không báo như vậy các ngươi trước phái các vị huynh đệ tạo thành tiểu đội đi thay phiên trong coi trụ kia hài tử ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy ta đây liền đi liên lạc phụ cận sở hữu điểu tộc tộc trưởng ở điểu tộc công tử đã đến trước cùng nhau thương thảo ra một cái biện pháp thật tốt quá thật sự là quá tốt hắc điêu tộc tộc trưởng trong lòng nhiệt huyết mênh mông một cái thượng cổ huyết thống tuổi trẻ yêu ma hắn không dám tưởng tượng có thể vì yêu tộc cung cấp nhiều ít giúp đỡ ở nhân loại thực lực càng thêm tiến bộ vượt bậc lập tức bọn họ càng thêm yêu cầu một cái như thế kích động tin tức tới vấn chấn tộc đàn chi tâm có lẽ như vậy bọn họ liền có thể khai hỏa phản kích nhân loại để nhất thương lại đem nhân loại chạy về đến trăm năm trước, như vậy nhận hết bọn họ nô dịch thời đại. Làm tốt một loạt an bài sau. Hắc điêu tộc tộc trưởng chấn cánh vung lên, liền bay đi sơn ngoại. Đồng thời, từ ưng miệng lương. Bí mật xuất phát vô số tiểu đội, lục tục đi trước long khiếu cốc chung quanh, xoay quanh ở cực cao trời cao, tra xét rõ ràng cái kia có được long thần huyết mạch tiểu hài tử nhất cử nhất động. Chẳng được bao lâu. Hắc điêu tộc tộc trưởng liền bay đến một chỗ cực kỳ cao ngất ngọn núi phía trên. Này phong cao ngất trong mây, đường núi cực kỳ đẩu tiểu, vừa thấy chính là chưa từng bị nhân loại thăm dò quá nguyên thủy mảnh đất. Nếu săn thú đại hội tổ ủy hội tra xét nhân viên tại đây, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc hô to. Chính mình trước đó không lâu mới phát hiện thiên ngoại sơn, ở các loại kỹ trinh thủ đoạn hạ, đều khó có thể từ đỉnh núi một khi toàn cảnh không biết nơi, lúc này thế nhưng đã bị một con hắc điêu tộc yêu ma, như thế không kiên nể gì dò hỏi. Thật lãnh a. À. Hắc điêu tộc tộc trưởng cũng cực nhỏ đặt chân quá độ cao so với mặt biển như thế cao địa phương. Đứng ở ngọn núi phía trên, hắn lạnh run 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 cánh, sau đó nâng lên đầu, phát ra một đoạn thường nhân khó có thể lý giải sóng âm. Sau một lát, một con hình dạng ưu nhã, giống như cò trắng màu trắng đại điểu ngừng ở hắc điêu tộc tộc trưởng trước mặt. Không biết hắc điêu tộc tộc trưởng, như thế vội vàng tiến đến dò hỏi, đến tục cùng cái gọi là chuyện gì. Hắc điêu tộc tộc trưởng vẫy vẫy cánh, sau đó còn nói thêm. Thật là có đại sự phát sinh, việc này không nên chậm trễ, mau mang ta đi thấy các ngươi tộc trưởng. Màu trắng đại điểu mặt lộ vẻ khó xử. Thật không dám giấu giếm, tộc trưởng đang ở phá cảnh mấu chốt thời kỳ, nếu không phải phi thấy không thể đại sự vẫn là thỉnh hắc điêu tộc tộc trưởng tận lực không cần tự mình quấy rầy hảo chúng ta tổ trưởng thật sự không có thời gian hắc điêu tộc tộc trưởng bực bội phẩy phẩy cánh chim bãi cái gì cái giá đâu phá cảnh có cái gì quan trọng ngươi liền nói với hắn nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương thảo này liên quan đến chúng ta điểu tộc nga không toàn bộ yêu tộc chấn hưng màu trắng đại điểu lúc này nghe vậy đảo cũng nhìn ra sự tình nghiêm trọng tính không dám lại thoái thác hắn vội vàng đi xuống bẩm báo chương 177, Mật Đàm. Hải Nam thị ngoại. Hai chỉ lệ thuộc với điểu tộc tộc trưởng đang ở Mật Đàm cái gì? Thực mau. Hắc điêu tộc tộc trưởng chấn cánh bay trở về chính mình lãnh địa, mà thiên ngoại trên núi như cũ là như vậy một mảnh kéo dài không tiêu tan nồng hậu sương trắng. Long kiếu trong cốc. Bạch Hy Dịch cảm thấy rất khó chịu. Hắn cả người đau nhất, nhưng lại kỳ dị mà vẫn duy trì thanh tĩnh. Hắn tưởng tìm kiếm đi ra ngoài con đường, lại bị lạc ở này một mảnh đất khô cằn mênh mang sơn cốc bên trong. Vận mệnh chú định, bạch hy dịch ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại trên bầu trời mấy chỉ xoay quanh màu đen đại điêu an tĩnh lại không chút cẩu thả địa bàn toàn ở sơn cốc chung quanh phản phất đang bảo vệ cái gì như vậy nhìn như nghiêm mật giám thị lập tức ở hắn siêu cường tầm nhìn trong phạm vi bị hắn hoàn toàn phát hiện nhưng bạch hy dịch đã không có dư lực lại đi so đo trừ bỏ lúc này trong cơ thể xuyên tim đau ở ngoài hắn cơ hồ đã cảm thụ không đến cái gì mặt khác đồ vật tìm một cái tương đối bình thản địa phương ngồi xuống bạch hy dịch lẳng lặng nhìn cánh tay thượng đã là rậm rạp màu xanh lục vẫy lẳng lặng chờ đợi mạc phàm tuân thủ hắn ước định tiến đến tiếp đi chính mình bên kia hiên viên câu lạc bộ tổng bộ mấy ngày nay câu lạc bộ phản phất tránh rất nhiều tiền dường như đột nhiên rộng rãi lên hiên viên trường hải riêng cho bọn hắn năm cái sáng lập một cái độc lập huấn luyện nơi mỹ danh rằng là thị cấp trận chung kết đêm trước đặt huấn năm người lúc này vẻ mặt ngốc đứng ở hiên viên trường hải cùng long thương vân trước mặt không hiểu bọn họ hai cái rốt cuộc muốn làm gì đặt huấn bọn họ còn cần cái gì đặt huấn mà long thương vân thần bí cười hướng đi ra ngoài vài bước khi tươi cười thực sự làm năm người trong lòng đồng thời nổi lên một tia sợ hãi ta biết các ngươi mấy cái người ở bên ngoài xem ra đều là ít có thiên tài tự nhiên cảm thấy chính mình thiên chi kiêu tử thực lực mạnh mẽ không cần cái gì đặc thù huấn luyện nhưng ta nói cho các ngươi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hôm nay lão phu ta liền trước cho các ngươi mở mở mắt đi vừa dứt lời hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên năm đổ từ thần bí kim loại nháy mắt gắn kết thành tường lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tấn mảnh nhằm phía bọn họ, đưa bọn họ hung hăng đè ép đến góc tường. Phong thần cùng mặt Phàm chạy nhanh nhất, tầng Thiên Cơ dây tiếp theo cũng lắc mình ra tới, cùng đao cùng băng còn lại là bị kia bức tường hung hăng đánh trúng, không khỏi sau này lão đảo vài bước. Cùng đao có chút kiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Long Thương Vân, cảm thấy chính mình thế nào cũng không đến mức này. Nhưng Long Thương Vân nâng nâng cầm, nhìn hắn nói: "Có phải hay không cảm thấy ngươi đã tiếp cận địa cấp đỉnh, thả có như vậy một phen hảo đao thêm vào, cho nên liền không cần lại nỗ lực." Ta nói cho ngươi, mười phần sai, ngươi khoảng thời gian trước xin nghĩ, ta niệm ở ngươi là đi xem bệnh, cũng không có nhiều hơn trách cứ, nhưng một ngày không huấn luyện, liền sẽ rơi xuống những người khác rất nhiều, ngươi phải dùng ngàn lần vạn lần nỗ lực đem ngươi rơi xuống những cái đó thời gian cho ta bổ trở về. Cùng đao nghe vậy, đảo thật sự có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Vì xử lý tốt chính mình đau sự, hắn đích xác ở câu lạc bộ thỉnh pha thời gian dài giả, hoang phế rất nhiều thời gian. Long Thương Vân nói không sai, hắn đích xác yêu cầu cần thêm huấn luyện, tới tăng cường tự thân các phương diện. Nói xong Cuồng Đao. Long Thương Vân lại đem tầm mắt đầu hướng về phía băng, lắc lắc đầu thở dài, hắn nói. Băng, ta biết ngươi là nữ hài tử, có thể nỗ lực cho tới hôm nay tình trạng này, đã đúng là không dễ, nhưng việc đã đến nước này, có chút lời nói, không nói thật sự là không được. Ngươi biết vì cái gì, phong thần rõ ràng mới thăng cấp địa cấp, lần này biểu hiện đều so ngươi hảo sao. Bởi vì hắn có thập phần am hiểu sở trường, mà ngươi đến nay còn không có tìm được thuộc về chính mình con đường, có lẽ thủy có thể sinh ra thiên biến vạn hóa, cung cấp cho ngươi vô số con đường, nhưng luôn có một loại là mạnh nhất, không phải sao băng trắng trắng môi dưới, thẹn thùng cúi đầu. Nàng đột phá nền đã pha lâu, nhưng vẫn cứ không có ở cảnh giới thượng được đến trọng đại biên độ tăng lên. Nguyên nhân trong đó, không thể nghi ngờ đã bị Long Thương Vân một ngữ nói toạc ra. Nàng tu luyện pháp môn, chính là vạn vật bên trong biến hóa nhất đa dạng thủy, tu luyện khi có thể lựa chọn phương hướng nhiều, quả thực làm nàng hoa hòe loè loẹt, nhưng ở như vậy phồn đa lựa chọn trung, nàng ngược lại mất đi nhất kiên định cái kia con đường. Lời nói đã đến nước này. Long Thương Vân điểm đến thì dừng, không có nói thêm nữa cái gì, rất là vừa lòng nhìn nhìn đứng ở phía sau mặt khác ba người. Hắn trừ bỏ đối với phong thần ngày thường tác phong thái độ có điều bất mãn ở ngoài, đối này ba người, đích xác vẫn cứ xưng được với vừa lòng. Ho nhẹ một chút giọng nói, hắn chắp tay sau lưng nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi năm cái, không cần lại hồi cái kia đại phòng huấn luyện, liền ở chỗ này tiến hành toàn biệt kính huấn luyện. Mỗi ngày không được đến trễ. Không được về sớm. Đến trễ về sớm, một lần phạt tiền một nghìn. Hẳn đến tiền lương thấu quan. Chúng ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình làm lơ phong thần kia nháy mắt suy sụp xuống dưới sắc mặt. Long Thương Vân tạm dừng tiệt thiết mà tiếp tục nói. Đồng dạng, chúng ta sẽ cho các ngươi không ràng buộc cung cấp, các loại trên thị trường thậm chí chợ đen thượng nhất lưu hành huấn luyện đang dược, xưng được với xa hoa một ngày tam cơm tinh phẩm dược thiện. Muốn, chính là cho các ngươi tận lực hưởng thụ đến, cùng những cái đó thế gia đệ tử bằng nhau đãi ngộ. T. Cái này dụ hoạt lực có thể so vừa rồi phát kia cái gì công năng đồ uống lớn hơn. Nhìn trước mắt toát ra tinh quang người trẻ tuổi. Long Thương Vân khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Tóm lại, lần này thì cấp trận chung kết, chỉ cho phép thắng không được thua, đây là chúng ta quyết tâm. Các ngươi nghe hiểu chưa? Lý gia tính cái gì? Chúng ta hiên viên câu lạc bộ mới là mạnh nhất. Hắn vung tay một hô, như vậy mãnh liệt ủng hộ nói. Năm người liếc nhau, hiển nhiên không có biện pháp như thế dễ dàng tin tưởng Long Thương Vân khẩu hiệu. Nhưng xuất phát từ đối người già tôn trọng cùng với đối lãnh đạo mặt mũi giữ gìn, bọn họ vẫn là lười biến cùng nhau hô. Chúng ta minh bạch, hiên viên câu lạc bộ là mạnh nhất. Cứ việc như vậy đáp lại chói lọi chính là có lệ nhưng Long Thương Vân vẫn rất là vừa lòng gật gật đầu. Đi xong lưu trình là được, quản bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Dứt lời. Hắn nhanh chóng lui xuống, làm hiên viên Trường Hải đi lên nói chuyện. Hiên viên Trường Hải chấp tay sau lưng ho nhẹ một tiếng, sau đó quả nhiên đi lên tiếng đến. Khụ khụ, vừa rồi nói vậy các ngươi vân lão, đã đem sự tình cho các ngươi công đạo rất rõ ràng a, à, chúng ta thiết trí cái này địa phương, cũng là pha tiêu phí một ít tài chính, hy vọng các ngươi quý trọng, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng chúng ta đề, có thể thỏa mãn của các ngươi, chúng ta tận lực thỏa mãn rốt cuộc các ngươi năm cái chính là chúng ta câu lạc bộ mệnh căn tử sao hắn lại hướng trước mặt người trẻ tuổi hứa hẹn nói nếu là có thể thắng lần này thi đấu muốn bất luận cái gì khen thưởng đều tùy các ngươi đề bầu trời ngôi sao ta đều cho các ngươi hái xuống ta hiên viên người nào đó nói được thì làm được tuyệt đối sẽ không nuốt lời đồng thời ta cho các ngươi thỉnh một vị thực cốt lão sư bảo đảm có thể cho các ngươi ở thi đấu phía trước mỗi người thực lực đều tiến bộ vượt bậc chương 178, lão sư lão sư năm người đều là vẻ mặt khiếp sợ này đối với bọn họ tới nói là thật có điểm đột nhiên phải biết rằng câu lạc bộ nói đến cùng chỉ là một cái cung cấp nhiệm vụ lợi nhuận nơi đã không có gì gia tộc truyền thừa cũng không có gì giáo dục ý nghĩa nói như vậy có thể vì bọn họ cung cấp sân huấn luyện đều đã là thập phần khó được hiện giờ thế nhưng vì một hồi thi đua vì bọn họ tìm tới lão sư này quả thực là làm người có chút mở rộng tầm mắt từ thiện cử chỉ thiên viên trường hải thập phần kiêu ngạo đôi tay sau lưng ngưỡng cao thấp ba ho nhẹ hai tiếng nói vậy các ngươi đã đoán được cái này lão sư là ai đi a à, phong thần thập phần khoa trương tả hữu lắc lư đông đưa đầu còn cố ý hướng cửa xem xét hai mắt theo sau thập phần nghi hoặc nói từ đâu ra lão sư ta không nhìn thấy nha hắn ở đâu trốn tránh đâu hiên viên trường hải trợn trắng mắt sau đó hừ lạnh một tiếng trên đời này ưu tú nhất lão sư đứng ở trước mắt các ngươi các ngươi lại phát hiện không được thật sự là quá buồn cười mặt phàm cao mày nhìn về phía hiên viên trường hải không phải đâu đại lão bản thế nhưng muốn đích thân hưu tôn hàng quý không ở tầng cao nhất hưởng thanh phúc ngược lại xuống dưới khi bọn hắn lão sư thực mau, những người khác cũng phản ứng lại đây. Cái gì? Ngài thế nhưng phải làm chúng ta lão sư. Hiên viên trường hải vừa lòng gật gật đầu. Không sai. Trước mắt những người trẻ tuổi này còn không tính quá bổn. Vừa rồi liền nói qua, lúc này đây, chúng ta hiên viên câu lạc bộ mục tiêu chỉ có thắng lợi, cho nên, các ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, cũng không cần cảm thấy chính mình không xứng, ta thật là muốn miễn phí dạy dỗ các ngươi. Phong thần khiếp sợ bưng kín miệng. Sau đó dùng sức khắc chính mình một chút. Hắn sợ chính mình sống ở trong mộng, trời ạ, à. Cứ việc hiên viên trường hải không có ở bọn họ trước mặt triển lộ quá chính mình võ nghệ, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, đại lão bản tuyệt đối là thâm tàn bất lộ thế ngoại cao nhân. Hiện giờ vì trận này tỷ thí, thế nhưng muốn đích thân kết cục. Nếu lần này bọn họ không thắng được, chẳng phải là sẽ bị hiên viên trường hải hung hăng thu thập một đốn sao. Trong nháy mắt mừng như điên lúc sau, phong thần liền cảm giác được lớn lao áp lực. Mà đây cũng là ở đây năm người cộng đồng tâm lý. Xem ra, hiên viên trường hải lần này quyết tâm, vô luận như thế nào cũng nhất định phải thắng. Nguyên bản phòng huấn luyện trung tiểu trạch cắn tăng cường nha che lại lỗ tai nghe từ trên lầu truyền đến từng trận kêu thảm thiết trời ạ à, trên lầu rốt cuộc đang làm gì vì cái gì sẽ phát ra loại này cũng bố đến khiến lòng run sợ kêu thảm thiết không phải cho bọn hắn sáng lập một cái đơn độc phòng huấn luyện sao chẳng lẽ cái kia phòng huấn luyện là cái gì nhân gian địa ngục sao thời gian một phút một giây quá khứ ở như vậy lệnh người sợ hãi dày vào trung rốt cuộc đi tới tan tầm thời gian chỉ thấy phía trước mỗi người sinh long hoặc hổ năm vị tinh anh một đám đều héo nhi phản phất đã không có hình người tần thiên cơ còn có thể bảo trì miễn cưỡng duy trì nguyên lai thể diện nhưng cũng có thể nhìn ra hắn trói chặt mày cùng với tái nhợt sắc mặt còn có thái dương từng trận mồ hôi lạnh mặt phàm trên mặt còn lại là mặt mũi bầm dập phản phất bị người hung hăng đau tấu một đốn giống nhau mặt khác ba người càng là thê thảm băng là nữ hài tử thậm chí đều không có chạy thoát độc thủ toàn thân xanh tím một mảnh hoặc nhìn làm người hòa ái triều mến phong thần thậm chí là nứt nở trở về quá khủng bố thiên viên trường hải quá khủng bố mà như vậy địa ngục tra tấn, bọn họ thế nhưng còn phải trải qua 7 ngày lâu. Tiểu Trạch nhìn bọn họ năm người thảm trạng, thập phần gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Lần đầu, hắn có một ít may mắn chính mình không có thể vào tuyển lần này đội ngũ. Bên kia, Lý Gia mổ bí ẩn đường khẩu. Tay đằng người phụ trách trung bần bật quỳ gối phòng họp trung gian. Hắn khẩn cầu có thể được về đến nhà chủ phù hộ, mau chóng cho hắn an bài một cái trốn đi thời gian. Trải qua bên trong nhân viên mã bất định đề kiểm chứng. Bọn họ đã chứng thực tay đằng cao ốc đỉnh cấp bên trong tư liệu đã tiết ra ngoài. Bên trong ghi lại cọc cọc chứng cứ, cơ hồ đều có thể cho hắn ở trừ ma tư cả đời ngồi tù làm được chết. Lúc trước là toàn bộ lý gia cùng nhau làm cái này phát ngoại nơi. Như thế nào hiện giờ? Tội danh cũng chỉ rơi xuống hắn một người trên đầu đâu. Tay đằng người phụ trách hối đều phải hối đã chết. Lúc trước bị lý gia an bài ra tới làm loại này do sự, hắn còn không có một ngày không mất lo lắng hải hùng, hiện giờ rốt cuộc sự việc đã bại lộ, hắn còn quả thực có một loại giải thoát giống nhau thống khổ. Khổ chờ thật lâu sau, rốt cuộc lý kiến quốc mang màu đen mặt nạ đi ra tay đàn người phụ trách một phen phát gục trên mặt đất cầu xin gia chủ cầu xin ngươi mau chóng an bài ta xuất ngoại đi cái này địa phương ta thật sự là ở không nổi nữa những cái đó tư liệu một khi tiết lộ đi ra ngoài ta không có khả năng còn ở hoa hạ có nơi dừng chân như vậy tồn tại có ý tứ gì khi mang màu đen mặt nạ lý kiến quốc lạnh lùng cười đi chỗ nào việc đã đến nước này từng vụ từng việc đều là ngươi trông coi bất lợi sai ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi đi chỗ nào hắn quỳ bò hướng lý kiến quốc cắt cao nắm lý kiến quốc ống quần gia chủ cầu xin ngươi cứu cứu ta đi ta tránh như vậy nhiều tiền cũng không phải cho chính mình hoa không đều ấn quy củ phân cho trong nhà sao hiện giờ ta chỉ nghĩ xuất ngoại sống yên ổn sinh hoạt ngài bản lĩnh như vậy đại giúp ta rời đi cái này địa phương bất quá động động ngón tay sự lý kiến quốc một chân đá văng ra hắn không kiên nhẫn nói hiện giờ còn không có xác định đánh cắp kia tư liệu người đến tục cùng là cái gì mục đích ngươi như thế co rúng lại quả thực làm ta mất mặt không nghĩ làm lời nói liền lăng không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm ta cảm thấy ghê tởm. Tây đằng người phụ trách nghe được lời này, quả thực có chút đau đớn muốn chết. Hắn hồng con mắt gần như điên cuồng nói. Gia chủ, ta ẩn núp ở trong thành thôn thời gian lâu như vậy, cẩn trọng giúp ngươi trưởng quản này Tây đằng cao ốc, thừa dịp hiện tại còn không có người thọc ra chuyện của chúng ta, ta làm cái kia gánh tội thay người, mau chóng chạy thoát, mới là có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất phương án. Ta thề, ta một khi chạy ra quốc, cuộc đời này đều sẽ không lại trở về, cấp lý gia chọc phiền toái. Tây đằng người phụ trách đem đầu vùi ở trên mặt đất, thống cổ lại thành kính nói. Lý Kiến Quốc nhìn Tây đằng người phụ trách trung bần bật thân ảnh, rốt cuộc vẫn là động lòng trắc ẩn. Thôi, ngươi chờ tin tức đi. Chung quy là cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Nhiều năm như vậy cũng coi như trung tâm. Cứ việc hiện tại giết hắn, mới là giải quyết tình thế tốt nhất biện pháp. Nhưng liền như vậy làm hắn đi tìm chết, chính mình thật đúng là có chút không đành lòng. Tan tầm sau. Mạc Phàm không có vội vã về nhà, mà là nằm xoài trên phòng huấn luyện nghỉ ngơi. Hắn thở phì phò, lẳng lặng nhìn trên tay kia bình ấn tay thành cao ốc chữ công năng đồ uống, có chút hồn du thiên ngoại đã qua đi suốt một ngày thời gian. Không biết mặt Hạo Thiên đối kia phân hắn trăm cây ngàn đắng trộn ra tới tư liệu, rốt cuộc nhìn ra cái gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chung điện thoại thanh về một thanh âm vang lên khởi. Mạc Phàm phản xạ có điều kiện móc ra màn hình vừa thấy, đây là một chuỗi cực kỳ xa lạ thần bí dãy số. Chương 179, điện thoại. Mặt trên không có bất luận cái gì điện báo biểu hiện. Nhưng không biết vì sao, Mạc Phàm theo bản năng liền cho rằng, màn hình đối diện người kia, nhất định là Mạc Hạo Thiên hắn nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại hướng đối diện phát ra từng tiếng âm làm cho đối diện xác nhận là chính mình đối diện truyền đến một trận dồn dập mà trầm thấp thanh âm tiểu phàm kết quả ra tới tay đằng cao ốc bên trong quả nhiên có dấu rất nhiều càng khôn hơn nữa màu đen sản nghiệp liên cực kỳ khổng lồ trước mắt về mẫu thân ngư sự còn cần tiến thêm một bước phân tích nhưng có thể xác định chính là này tòa nhà lớn tuyệt đối nghiệp chứng nặng nề mặt phàm gắt cao nhăn mày đầu xác định là thật Tuyệt đối là thật, ta tìm kỹ thuật phân tích nhân viên, ta tin được, cứ việc bọn họ mật mã tương đương phức tạp, nhưng chúng ta liền ở vừa rồi đã phá dịch thành công, này đó chứng cứ chắc chắn, một khi sự phát, tay đằng cao ốc người phụ trách, đời này đều không thể lại từ trong ngục giam ra tới. Mạc Phàm nhìn trên tay công năng đồ uống, cắt gao mị mị hai mắt. "Hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cho ta, ta hiện tại nên làm chút cái gì?" Mạc Hạo Thiên thật sâu hít một hơi. Sau đó nói cho hắn. "Tiểu Phàm, vất vả ngươi lưu ý những người đó hướng đi sau đó nghĩ cách đem chứng cứ đệ trình cho các ngươi địa phương trừ ma tư ta tin tưởng bọn họ sẽ có tiến thêm một bước cử động nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra cùng lý gia liên hệ cũng nói không chừng trừ ma tư hắn nhớ tới trừ ma tư cùng lý gia chi gian hư hư thực thực thân thiết đủ loại cử động cùng với làm nhân tâm hàng bốn nghìn hai trăm hào kế hoạch không khỏi đối trừ ma tư có một loại theo bản năng không tín nhiệm cứ việc gần vài lần gặp mặt đều làm hắn cảm thấy trừ ma tư cái kia phó tư trường không phải một cái nịnh nọt leo lên quyền quý người nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm. Hắn như thế nào có thể đem như thế quan trọng chứng cứ như thế qua loa giao cho người khác? Nhưng nếu đem những việc này nói cho Mạc Hạo Thiên, không thể nghi ngờ đối hắn là một loại khác đã kích. Như vậy, không bằng trước đem chuyện này đặt ở trong lòng, trước giao cho chính mình xử lý, nói vậy mới nhất ổn thỏa. Mạc Phàm ở trong lòng yên lặng nói một tiếng tạ. Sau đó đối mặt Hạo Thiên nói. Tốt, thúc, người bên kia lại tiếp tục điều tra, ta sẽ xem tình huống đi làm, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta vất vả uổng phí. Thúc cháu hai người thực mau liền cắt đứt điện thoại. Mạc Phàm lẳng lặng nhìn Di động thượng, Mạc Hạo Thiên lục tục truyền đến các loại trải qua phá dịch sau văn kiện. Trong lòng tại tiến hành một phen long trời lở đất dãy dụa. Chính mình hiện giờ vẫn là quá yếu. Cùng phong thần cùng cùng đao đêm đó xâm nhập, nói vậy đã khiến cho tay đằng cao ốc bên trong người cảnh giác. Nếu bọn họ trước tiên đào tẩu. Như vậy chính mình trong tay tư liệu lại nhiều, nói vậy cũng không dùng được. Hơn nữa, nhất là người đau đầu sự, chính mình căn bản không có bất luận cái gì phương pháp biết bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Nhưng nếu đêm này đó tư liệu giao cho có năng lực xử lý chuyện này trừ ma tư nhưng trừ ma tư lại hướng về lý gia một phương âm thầm thao tác tiêu hủy này phân chứng cứ như vậy này không thể nghi ngờ cũng là một loại lãng phí rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu Mạc phàm lẳng lặng tự hỏi giây tiếp theo hắn ở di động trung tìm kiếm thông tin lục sau đó đem ánh mắt ngừng ở chu phó tư lớn lên một lan trừ ma tư phụ cận nơi nào đó quán cà phê trung Mạc phàm một bộ áo đen lẳng lặng ngồi ở góc phản phất là đang chờ đợi người nào đó đã đến không lâu lúc sau một cái bạch y váy đen dáng người yếu điệu mỹ nữ, lẳng lặng đã đi tới, ngồi ở mặt phàm đối diện. Người tới đúng là Chu Khả Thấm. Lý Kiến Quốc rời khỏi sau. Nàng tâm tình pha sung sướng xử lý công tác văn kiện, lại ở gần tan tầm thời điểm, nhận được như vậy một hồi nặc danh điện thoại, này nhưng quá có ý tứ. Ở Chu Khả Thấm trong ấn tượng, nàng chưa từng có đem chính mình điện thoại để lại cho quá án kiện bên ngoài mặt khác bất luận kẻ nào. Nhưng trước mắt, cái này thần bí thân xuyên áo đen nam nhân, Chu Khả Thấm dám xác định, chính mình chưa từng có gặp qua mà cái này áo đen hiển nhiên năng lực tương đương chi cường đại. Ít nhất, nó che chắn ở áo đen dưới người này tin tức, làm nàng hoàn toàn nhìn không ra người tới đến tột cùng ra sao địa vị. Ước ta ở chỗ này gặp mặt, là vì chuyện gì? Chu Khả thấm nhướng mày hỏi. Mặt phàm đem một cái USB lẳng lặng mà đặt ở Chu Khả thấm trước mặt, sau đó dùng hắn kia trải qua áo đen thay đổi lúc sau, hết sức từ tính trầm thấp u minh tiếng động hỏi. Chu Phó Tư Trường, người đối tay Đằng Cao Ốc có bao nhiêu hiểu biết? Tay Đằng Cao Ốc. Chu Khả thấm nhướng mày. Mặt phàm vẫn chưa đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hắn biết chu khả thấm không có khả năng đem bên trong tin tức nói cho chính mình hắn sâu kính tiếp theo nói đến ta nơi này có tây đằng cao ốc phạm tội sở hữu chứng cứ nhưng ta sẽ không hiện tại liền cho ngươi bởi vì ta đối với các ngươi trừ ma tư cũng không tín nhiệm không biết này phó tư trường hay không lý giải chu khả thấm quả thực có chút hoài nghi chính mình lỗ tai nàng nghe được cái gì chính mình lá mặt lá trái giả ý cùng lý kiến quốc tiến hành bốn nghìn hào giao dịch chính là vì có thể từ giữa ra xét tây đằng cao ốc cùng lý gia liên kết nhưng trước mắt cái này thần bí hắc y nhân thế nhưng như thế nhẹ nhàng nói cho chính mình hắn đã nắm giữ tay đằng cao ốc phạm tội chứng cứ hơn nữa cứ như vậy công khai ngồi ở chính mình trước mặt phản phất ở tuyên cáo chính mình cùng đêm qua lẻn vào tây tạng cao ốc người tuyệt đối thoát không được quan hệ vị tiên sinh này ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang nói chút cái gì chu khả thấm không thể tin tưởng mà đáp lại đến mặt phàm có chút không kiên nhẫn như mày sau đó đối nàng nói nếu ta dám một mình tới gặp chu phó tư trường nói vậy chu phó tư trường là có thể minh bạch thành ý của ta ta rất tưởng cùng trừ ma tư chung sức hợp tác cùng nhau giải quyết rất người này, nhưng này phân không tính nhiệm đích xác không có khả năng tiêu trừ. Cho nên, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta, đối tay đằng cao ốc người phụ trách tiến hành mọi thời tiết toàn phương vị theo dõi cùng với định vị, một khi phát hiện hắn có chạy trốn khuynh hướng, lập tức nói cho ta, ta nếu có thể bắt lấy hắn, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem chứng cứ giao cho ngươi. Chu Khả Thấm hôm nay lần nữa hoài nghi chính mình thính lực có phải hay không xảy ra vấn đề. Người này rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại tự tin, mới có thể như thế công khai nói cho chính mình, hắn muốn mượn trừ ma tư kỹ trinh thủ đoạn, lại không nghĩ trả giá bất luận cái gì chứng cứ. Nàng cơ hồ không nhịn được mà bật cười lắc lắc đầu, sau đó nói. Vị tiên sinh này, ta thời gian là phi thường quý giá, chỉ sợ không có cách nào bồi ngươi ở chỗ này chơi đóng vai gia đình, cách nơi này không xa địa phương chính là trường ma tư, ta tùy thời có thể lấy quấy rầy quốc gia nhân viên công vụ tội danh bắt ngươi, hy vọng ngươi biết này phân tội danh phân lượng. Mạc Phàm cũng khẽ cười một tiếng. Nếu chu phó tư trường không đúng đối với ta trên tay chứng cứ cảm thấy hứng thú nói, hôm nay lại như thế nào chịu tới đâu. Kỳ thật không ngại nói cho ngươi, ta trên tay này phân chứng cứ chỉ là sao lưu, có thể hay không cho ngươi kỳ thật toàn dựa tâm tình của ta, nhưng ta cũng yêu cầu chu phó thị trưởng cho ta một phần thành ý. Chương 180, Mai Phục Ở được đến chứng cứ phía trước cung cấp một ít tin tức, nói vậy không phải việc khó đi. a à, có ý tứ. chu khả thấm nhoảng miệng cười, đôi tay ôm ngực nhìn hắn, trong mắt phủ lên vài tia thú vị. Đêm khuya 10 điểm Mặt Phạm Phong thần cùng đao ba người đã mai phục tại Hải Nam thì xuất nhập kiểm tra khẩu chung quanh. Mỗi đêm, nơi này liền có vô số phi cơ cất cánh, đem bên trong hành khách mang hướng cả nước các nơi. Trong bụi cỏ, các loại người mặc y phục thường, nhưng hành vi động tác vừa thấy liền huấn luyện có tố người bán rong, cũng là mang mọc sau mưa dường như toát ra. Hôm nay lượng người rõ ràng tăng đại. Xem báo cùng ở sân bay đi tú kỳ quái nhân sĩ số lượng trình phiên bội thức bay lên. Sau một lát, phong thần ngậm một cây thảo, ngồi sổng sân bay cửa sổ sát đất bên rung A rung. Hắn cầm trương báo chí trắng mặt, cái mũi thượng lại giá cái kính râm, hiếp mắt cẩn thận quan sát, chờ đợi tây đằng người phụ trách tiến đến cùng đao còn lại là ăn mặc một thân cao bồi phục mang cái cây cỏ da mũ ở các cổng soát vé đi tới đi lui sợ rơi rất một con ruồi bọ lúc này cự tây đằng người phụ trách kia ban bay đi nước láng giềng thủ đô phi cơ chính thức cất cánh còn có 4 cái giờ tây đằng người phụ trách mua chính là xuất ngoại vé máy bay nếu lần này trảo không được làm hắn bỏ trốn bất dạng như vậy về sau lại vô khả năng khiến cho hắn xa lưới đêm khuya 10 giờ rưỡi một chiếc thường thường vô kỳ màu đen thương vụ xe hơi sử vào sân bay bãi đậu xe phong thần mắt sắc phụ trách ở sân bay lớn nhất một cái nhập khẩu nhìn chằm chằm khẩn mỗi một cái trên dưới xe khả nghi nhân sĩ chu khả thấm càng là lợi dụng chức vụ chi tiện cho bọn hắn cung cấp mấy cái bộ đàm mặt phàm cao mày mở ra cái rương nhìn hai mắt bản thuyết minh sau đó bất đắc dĩ cấp phong thần cùng cùng đao thượng một đường như thế nào chính xác sử dụng bộ đàm khóa phong thần thỉnh thoảng loát chính mình bị keo nước chặt chẽ dính ở trên mặt râu sờ nửa sờ sau eo bộ đàm này thật sự là có điểm chụp cảnh phỉ tấm ảnh ý tứ phong thần trong lòng không phải không có trêu ghẹo tưởng hắn tiếp tục đi tới đi lui hít mắt bất động thanh sắc đánh giá lui tới đám người. Lúc này, khi chiếc màu đen xe hơi động, cửa xe bị thật cẩn thận đẩy ra. Một cái hơi béo thân ảnh tham đầu tham não từ trong xe chui ra tới. Đi theo hắn xuống dưới còn có hai cái bảo tiêu giống nhau nhân vật, đều là một thân màu đen tây trang mang kính trâm kinh điển trang phục. Bảo tiêu đều là cơ bắp vững chắc khí vũ hiên ngang, đứng ở bóng người kia sau lưng, lãnh khóc mọi nơi hoàng nhìn một phen. Hơi béo người nọ người mặc màu đen lộ sam, đỉnh một cái vành nón thực khoan mũ ngư dân, đỉnh miêu tả kính khẩu trang đem chính mình mặc bao cái kính mít, hắn đáng kinh nhìn đông nhìn tây một phen sau đó khẩn trương xúc cổ triều sân bay đại môn đi đến phong thần một chút liền tỏa định trước mắt cái này khả nghi nhân vật trang điểm thành cái dạng này trừ bỏ có tật giật mình tây đằng người phụ trách còn có ai huống hồ này hơi béo thân hình cũng rất giống một cái không chuyện ác nào không làm lòng dạ hiểm độc doanh nhân sao thật tốt quá phong thần trong lòng cơ hồ mừng như điên cái này chẳng lẽ còn không thể mỹ mỹ bắt lấy người này hướng mặt phàm ca mời một tranh công nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp xông lên đi hành động thiếu suy nghĩ phong thần trong lòng quyết định chủ ý trên mặt lại gần sóng bất kinh, chỉ là lẳng lặng chờ đợi người nọ đi đến cổng lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở kia hư hư thực thực tay đằng người phụ trách người cùng phong thần gặp thoáng qua nháy mắt. Phong thần ra tay. Gần ở điện quan hỏa thạch trong nháy mắt, phong thần đã vương ưng trảo nắm chặt người nọ vai bộ vị, lại quay người dùng sức hung hăng một kén. Phanh. Một tiếng, người nọ đã ngủ thể đầu địa cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Có bản lĩnh lại chạy a ngươi. Phong thần giọng căm hận nói. Người nọ xem thường một phen, đã lại đương trường hôn mê bất tỉnh cái này rung trời vang quá vai quan ngã một chút quấy rầy sân bay yên lặng người đi đường bắt đầu thét chói tai tứ tán bôn tẩu chạy trốn lên phong thần trong lòng cười hắc hắc cho rằng này liền thành công bắt được người hắn thân thủ quá nhanh khi hai cái bảo tiêu phát hiện phong thần mưu đồ gây rối khi tay đằng người phụ trách đã bị đánh bại ở mặt đất bọn họ liếc nhau hai người lập tức xông lên đồng thời hướng phong thần công tới hai người đều là thân thủ không tồi hảo thủ tuy rằng so bất quá phong thần nhưng thắng ở có ăn ý hai người cùng nhau xông lên cùng oanh lạm tạc một hồi công kích thực sự có điểm lệnh phong thần ăn không tiêu sân bay đại sảnh chung quanh lượng người dày đặc không tiện với hắn thi triển tốc độ hắn mục kích trí mạng thủ pháp lại nhiều là sát chiêu hiển nhiên không thể ở nơi công cộng sử dụng phong thần bực bội chống cự lại đến từ bảo tiêu điên cùng công kích còn phải thường thường quay đầu lại chú ý tây đằng người phụ trách tình huống mà lúc này bảo tiêu thông qua giáp công đã đem phong thần bước ra sân bay đại sảnh thẳng lui hướng đại sảnh ngoại trên quảng trường ba người ở sân bay trên quảng trường diễn một hồi toàn vai võ phụ. Phong thần tìm rảnh rỗi thích bận rộn lo lắng cầm lấy bộ đàm, hướng sân bay huynh đệ thông báo tây đằng người phụ trách vị trí, sau đó tiếp tục lâm vào này bất đắc dĩ truyền đấu. Mạc Phàm lúc này canh giữ ở sân bay nhất hẻo lánh nhập khẩu. Cái này nhập khẩu lượng người không cao, chỉ là bởi vì cửa mở có chút tiểu, mà có vẻ có một ít chen chút. Hắn đã ôm ngực ở chỗ này nhìn thật lâu, cũng không có cái gì phát hiện. Lúc này, bộ đàm truyền đến một trận sàn sạc thanh âm. Các huynh đệ, A Khẩu phát hiện tay Đằng người phụ trách đã đánh vựng, trước mắt bị bắt cùng Bảo Tiêu truyền đấu, tốc tới khống chế được tay Đằng người phụ trách miễn cho hắn chạy thoát. vơ. Đây là phong thần thanh âm. Mặt Phàm nhíu mày, này không khỏi cũng phát hiện quá sớm. Hắn cầm lấy bộ đàm, bình tĩnh nói: "Canh giữ ở quan khẩu các huynh đệ trước đừng nhúc nhích, ly đến gần đi giúp một chút hắn, không cần thiếu cảnh giác, cần phải tiếp tục quan sát." vơ. Chu Nhân Hân cứ việc cũng không phải thập phần tin tưởng hắn, nhưng vẫn vì hắn phân phối mấy chục danh trừ ma tư thân tính lúc này quả nhiên liền phái thượng công dụng. Mạc Phàm tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Mấy cái huynh đệ đang ở cách đó không xa chờ cơ thất bên bồi hồi, nghe được tin tức, lập tức hướng A khẩu phóng đi. Lúc này, tay đàn người phụ trách, ngón tay chậm rãi triều động. Hắn dãy dụ mở ra đôi mắt, suy yếu lắc lắc đầu. Một ít người hảo tâm đã xông tới, ở người qua đường nâng hạ, tay đàn người phụ trách chậm rãi đứng lên. Một cái tiểu huynh đệ nhìn kia từ trên mặt đất bò lên cả người bọc đến kính mít hơi béo thân ảnh, cơ hồ một giây liền kết luận người này là tay đằng người phụ trách hắn lại nơi nào sẽ cho phép tây đàn người phụ trách chạy thoát hắn phân phó kia mấy cái trừ ma tư y phục thường huynh để toàn giúp phong thần sau đó dùng hết toàn lực đẩy ra đám người hắn cao cao nhảy dựng lên một cái đảo quải thẳng tắt nện ở tây đàn người phụ trách trên đầu tây đàn người phụ trách trận trắng mắt lại hôn mê qua đi đến tận đây canh giữ ở sân bay đại sảnh đại bộ phận sức chiến đấu đều phân bố ở a khẩu cập bên ngoài phong thần cùng kia bảo tiêu ngươi tới ta đi truyền đấu chính hàm cùng đao ở lầu hai lấy kính viễn vọng xa xa nhìn trong lòng lại ẩn ẩn có một tia bất an, này hết thảy đều tiến triển quá thuận lợi. Từ một hai phải ở lượng người lớn nhất ngoài cửa lớn dừng lại màu đen xe hơi bắt đầu.